Xin chào tất cả mọi người, lại là mình đây. Ngày hôm nay thì mình đổi gió đi một chút. Mình sẽ reaction một cái MV mới của Khưu Huy Vũ. Để xem với cái MV này đem đến cho các bạn những cái điều gì thú vị, những cái điều gì đặc biệt. Thì mình cũng nói luôn, đây là lần đầu tiên mình reaction nha mọi người nha. Các bạn theo dõi mình mấy năm nay thì các bạn biết rồi. Rất là ít khi mà các bạn chứng kiến được mình làm một cái clip reaction. Thì hy vọng rằng nếu mà có sai sót gì thì mong các bạn thông cảm và bỏ qua cho mình. Đây chỉ là clip mang tính chất giải trí thôi. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Let's go, bây giờ chúng ta sẽ cùng trải nghiệm thử xem qua MV này có những điều gì đặc biệt. Ok, chúng ta sẽ cùng xem thử MV này. Nhưng mà các bạn nhìn qua là MV này sẽ là trên 11 phút nha. Bắt đầu. Thích của lạ, Khưu Huy Vũ. Nghe thích của lạ là mình cũng đã biết cái gì đó rồi ấy. Các bạn thích của lạ thì chắc hẳn là các bạn cũng đã biết nội dung. Một chút gì đó tiết lộ về nội dung rồi. Xinh thế, xinh vậy. Mặt tim liền. Uầy, nó cười, người ta cười mình này. Xong rồi á, đứng vây tay hết, hát có một vài câu xong rồi đi về luôn. À, hóa ra là cái bạn nữ vừa xong là người yêu của cái anh ca sĩ này. Thôi sao? Đây là một cái câu chuyện chắc hẳn các bạn cũng biết. Là bây giờ hỏng xe xong kiểu gì nữa, lát nữa là kiểu gì cũng có người đến đón cho mà xem. Cứ để im mà xem. Mình thấy cái câu chuyện này nó quen thuộc lắm. Lại bệnh cũ nữa rồi. Chưa khó để bộ nha. Dạ. Đi. À, anh nè. Cái anh hồi nãy anh gặp ở phòng trà. Anh quen hả? À, trước đây anh làm công ty cho ba ảnh. Mà lúc trước á, anh nghe nhạc sôi động không à. Không hiểu sao gần đây anh chuyển, anh qua phòng trà anh nghe nhạc nhẹ. Ừ, thì con người chắc cũng có lúc thay đổi mà. Ừ ha. Em mệt không? Anh bắt xe cho em về trước nha. Đấy, mình đoán có sai đâu. Lại có xe nó dừng lại trước đây. Đấy, kiểu gì cũng lên xe đi cho mà xem. Xe hư hả? Hay là hai người gửi xe ở đâu đi, rồi tôi đưa về. À, Thiên đưa Vi về giúp Vũ nha. Thế này là dở rồi, sẽ đưa để cho người ta đưa bạn gái mình về. Ui dở quá. Vậy cũng được. Không sao đâu, em về đi. Mai còn công việc sớm nữa. Anh không sao đâu, yên tâm. Không sao đâu, em về trước đi. Cảm ơn Thiên. Úi dồi, cả mặt kiểu hạnh phúc, sắp được đèo gái rồi đấy. Bao nhiêu năm rồi được đèo gái đấy. Nhạc rõ buồn, thích của lạ các bạn nhớ nhá, thích của lạ. Ui xin số luôn. Em ơi, gần anh ta mà em
phúc mãi mãi. Anh thấy đôi bờ mi của em rơi. Chắc lên xe đi rồi đấy. Cứ vì sao nhớ người không thương mình. Tình tàn có cố gắng mấy cũng là hư không. Sao biết anh ta bây giờ là của cô ta. Chút em gọi lại anh sau nha. Em đâu rồi? Em đang bận. Hôm nay em làm tăng ca nên không đến phòng trà làm được. Điều ám an các bạn thấy không? Đấy, con gái bây giờ đấy, điều không? Vừa xong là lên xe ô tô của thằng kia nó đi mất rồi. Nhưng mà vẫn nói là em đang bận, tăng ca. Rõ là đi với thằng kia bây giờ kêu tăng ca. Khổ cho anh này quá. Khổ thật sự các bạn ạ. Vi à, tên là Vi Heo à. Một cô gái đôi vai không thể đánh cả bầu trời. Hãy nhìn lại cuộc sống của hai người. Thế là bây giờ đi xe về một mình đấy. Đời lắm lúc là thế, yêu thương buồn vỡ tương là trong mơ. Người yêu em không yêu, nhưng em vẫn cứ chờ. Đừng lãng phí thời gian trong cuộc đời để nhớ một người sâu xa. Bước thật mau, nghĩ thật sâu, thôi u sầu. Bởi anh ta đã chọn người mới hơn. Em đau nhưng anh đây còn đau hơn. Hạnh phúc anh không được như em đã thấy. Em về đi, em về ngay, về theo anh đi em ơi, em đừng theo nó nữa, theo anh này. Đó, kiểu gì các bạn để theo mình đoán nhá, kiểu gì là anh buông em ra. Anh có cái gì, người ta có xe bốn bánh, anh có gì, anh có con xe máy, em đi chán chê rồi. Đấy mà xem, đấy, buông ra đi. Úi rồi. Có mỗi vất hất một cái tay ra thôi đã sưng mồm các bạn ạ. À, sưng mồm này. Sưng mồm bắt đầu sưng thêm cả gần bên mắt này. Sao người ta không có quay cảnh đấm nhờ? Phải quay cảnh đấm thì mới hiện ra rõ cái này chứ. Tình bằng em, cô ấy có tốt hơn em. Chỉ vì anh ta chỉ tìm của là. Đời lắm lúc là thế, yêu thương buồn bỡ tưởng là trong mơ. Em không yêu, nhưng em vẫn cứ chờ. Đừng lãng phí thời gian trong cuộc đời để... Cái gì nhỉ? Cảnh gì này? Trời ơi, mù mắt các bạn ạ, mình không nhìn thấy gì nhá, mình không nhìn thấy gì đâu. Cái này mình không có nhìn thấy gì các bạn ạ. Xem tiếp thì mình, các bạn xem tiếp thì mình không nhìn thấy gì đấy. Một người... Đại ca, mọi thứ đã xong rồi. 10 giờ tối chỗ cũ nhé. Thế là sao, xử lý được kia à? Xử lý các anh tốt tốt bụng kia à? Mình nghi là thế lắm. Ơ hết rồi á, từ từ tua lại. Chưa nhìn được cái gì cả. Bước thật mau, nghĩ thật sâu. Thôi u sầu. Không có nước ở đây để uống nhá. Hết rồi. 10 giờ. We'll be right back.
cá đã bị bao vây. Các anh đã bị bắt vì tội giết người không biết trái phép. Buôn người, hóa ra là buôn người. Sao mặt con này đơ thế? Đứa nào làm chuyện này? Tôi á. À, chính tôi là người đó báo đó. Tự nhiên cười. Anh phải đền tội cho em gái tôi rồi. Chính anh là người đã khiến cho nó mang thai. Đến mức nó phải tự tử. Của mình. Tôi phải bắt anh trả mối hận này cho tôi. Ôi thôi. Sao rồi? Ui, đang hay. Đời lắm lúc là thế. Ôi. Yêu thương vun vỡ từng là trong mơ. Người yêu em không yêu, nhưng em vẫn cứ chờ. Đừng lãng phí thời gian trong cuộc đời để nhớ một người sâu xa. Bước thật mau, nghĩ thật sâu, thôi u sầu. Bởi anh ta chỉ chân thành cảm ơn quý khán giả đã ủng hộ ca sĩ Khiu Huy Vũ trong suốt khoảng thời gian qua. Đây là lời cảm ơn của ca sĩ. Thật sự rất là hay các bạn ạ. Quả thật là nhạc hay và kể cả MV nội dung cũng hay. Lúc đầu mình xem thì mình cũng chưa hiểu vấn đề đâu. Thực chất là mình xem mình cũng chưa hiểu vấn đề. Xong vì sao là mình cũng đã hiểu ra được câu chuyện. Câu chuyện đó là một cái bạn gái kia tiếp cận chỉ để là trả thù cho cô em gái mà đã bị cái chàng trai đều là mang thai. Và cô ấy không muốn cho người mình yêu bị liên lụy. Nhưng mà cuối cùng thì cái người cô ấy yêu lại đến cái lúc mà cô ấy đang gặp khó khăn. Và sau đó là hứng chịu một viên đạn. Thật sự là cái nội dung này nó rất là, theo mình cảm nhận nó rất là tình cảm, xem rất là xúc động. Đây là lần đầu tiên mình reaction. Thật chất là nếu mà có sai sót gì thì mong các bạn thông cảm. Và nếu các bạn thích cái MV thích của Lạ này thì các bạn có thể qua để có thể xem trải nghiệm một mạch luôn. Đây là mình reaction thì mình có thể dừng thì nó sẽ bị ngắt cái cảm xúc đi. Ngắt bớt cảm xúc đi, các bạn có thể sang đấy các bạn xem lại ngay từ đầu cho đến cuối thì các bạn sẽ có một cái cảm xúc dâng trào khác. Nếu mà các bạn yêu quý mình hoặc là thích nội dung
thích cái bài hát trong cái MV này thì các bạn có thể qua kênh của ca sĩ Khư Huy Vũ, sau đó là để lại giúp mình một cái comment from Gờ Tủ With Love. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nhiều hơn trong những cái clip reaction lần sau. Bye bye mọi người.